Theo lịch đó thì hôm nay mà chúng ta học tập kỳ, thế nhưng mà cô sẽ đổi là các bạn học ikki, bởi vì trong cái nội dung bài học ngày hôm nay thì các bạn sẽ có một cái số kiến thức và một số từ vựng nó sẽ cần thiết cho các bạn trong cái phần tập kỳ, cho nên là thay vì cô dạy thẳng vô cái phần tập kỳ và bổ sung thêm cái phần lý thuyết đó nữa thì các bạn sẽ bị mất thời gian. Thay vào đó thì cô sẽ dạy cái phần ikki ngày hôm nay. Và trong cái nội dung bài học ngày hôm nay, nó không những liên quan đến nội dung kỹ năng nghe từ kỳ mà nó còn liên quan đến một số chủ đề viết của câu 54 nữa. Cho nên là cô sẽ tập trung vào buổi ngày hôm nay. Lý do như vậy cho nên ngày hôm nay cô đổi nội dung chương trình học. Thứ hai nữa là cũng đợi các bạn vào. Rồi. Hôm nay đó là dạng câu 48 và 50. Nhá. Tự nhiên cô nhảy giọt lên như thế này, các bạn có giật mình không? Chưa xem đến mấy câu đấy. À, thật ra thì nó không khó. Câu 48 và câu 50 nó không khó nhá, không khó đâu ha. Rồi, bây giờ chúng ta vào nội dung. Trước nhất thì câu 48 và câu 50 nó sẽ có hai dạng đề. Trong hai dạng đề này á thì sẽ có hai dạng câu giống nhau và một dạng câu khác nhau. Vậy thì dạng câu giống nhau đó là gì và dạng câu khác nhau là gì? Thứ nhất thì chúng ta có câu 48 thì người ta sẽ thường hỏi là kuru shi uito pakagi, tức là chúng ta sẽ tìm hiểu cái gì ạ? Ý đồ ý đồ Đoạn của văn. cái câu ấy. Ừ, đúng rồi, tác giả viết cái đoạn văn này với cái ý đồ là gì? Được chưa? Và trong cái việc mà phát hiện ra cái ý đồ của đoạn văn này á thì nó sẽ liên quan đến một cái dạng câu nghe từ kia của chúng ta, tức là cái ý đồ của người nữ hay là của người nam nhá. Ý đồ của người nữ hay người nam nói đến trong điều này là gì, hay gọi là cái xen cắt, cái suy nghĩ á, cái suy nghĩ của người nữ hay là người nam nói đến trong đoạn văn này là gì. Và thường những cái câu này á nó sẽ nằm ở cái phần là cô cúp mà thôi nhá, cô cúp 5 hoặc là 6 của chúng ta. Và dạng thứ hai câu này thường là câu 40, 49. Câu 49 là khóa đồ ấy từ đó khai ai mà xứ để dùng cổ ghi, tức là chúng ta sẽ làm gì ạ? Lựa chọn nội dung với điền Ừ, vào chữ sao? Chúng ta sẽ tìm cái giờ chọn cái nội dung đúng để điền vào cái chỗ trống này. tử. À, rồi. Và câu 50 của chúng ta. Bây giờ chọn đi. Câu 50 của chúng ta là mịch chun chin phu nê thể tố hoa kỳ thể tố hoa kỳ, tức là câu này đang yêu cầu chúng ta làm cái gì đấy ạ? Thái độ Hãy quá tìm ra cái thái độ, mà cái thái độ ấy nó nằm ở đâu ạ? mịt Ở chung ở ở cái dưới phần gạch mịt chân. chung chỗ gạch chân Nghe nói cái phần này các bạn nhớ đến dạng câu nào không ạ? Câu nào cũng có dạng cái câu phần gạch chân. 23 24 hay là gì hay là 22. 23, 24, 22. Trước nhất chúng ta lùi lại. Nó sẽ giống 21. ở câu 42 nhé. Câu 42 của chúng ta. Rồi, câu hồi nãy bạn Quanh mới nói là câu mấy? 20 mấy? Ừ. 23 hay là 24? 23 nhé. 23. Rồi, như vậy thì cái phần gạch chân này á, số lượng của cái lần mà chúng ta gặp trong đề thi topic á, là tổng cộng mấy lần đây? 3 lần. 3 lần. Và tiếp tu này chúng ta cũng sẽ gặp lại một lần nữa trong phần thực kỳ của chúng ta. Cái thái độ của người nữ hay là của người nam nói chuyện trong phần này, các bạn sẽ gặp lại một lần nữa. Cho nên từ vựng của các bạn sẽ nằm hầu như gơi gọn vào cái phần này rất là nhiều, có 48, 50. Nếu như các bạn học xong cái phần này rồi, các bạn học ngược lại những cái phần kia thì các bạn nói trời ơi sao nó dễ. Đúng không? Dễ thật đấy. Đừng thấy số lớn như thế này là nghĩ là khó. Không, các bạn tổng hợp một lần, các bạn đi ngược lại đi sẽ rất là dễ. Rồi,
Ở đây cô cho rằng là dạng 1 tức là còn có dạng dạng 2. Ở Ừ. đây cô để là phần 2 tức là nó có phần 1. Phần 1 là cái phần lý thuyết về từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp. Phần đó thì tuần này cô sẽ cố gắng gửi cho các bạn video cho các bạn phần đó. Rồi. Về cái dạng thứ hai thì để chúng ta xem cái dạng thứ hai của chúng ta. Dạng thứ hai thì nó chỉ giống nhau câu 48 nè, 49 nè, nhưng mà câu 50 thì nó thế nào ạ? Nội dung, hãy chọn cái nội dung giống, Giống với nội dung. cái Vậy giống thì với nội dung. chọn cái giống với nội dung, chúng ta sẽ đếm ngược lại từ câu 50 trở về trước thì sẽ gặp lại với nó bao nhiêu lần? Thứ nhất chúng ta có câu 47 nè. Đôi khi nó cũng có câu là chọn gì? Cái nội dung đúng ha. Đó. Câu 43 nè. Đó, câu 43. Rồi các bạn có cái đề kế bên không? Không thuộc. Không có hả? Để cô phím lại cho nhớ. Câu 32 và 34 nè. 32, 34 là cùng cái dạng đề hết. Mà thường á, khi các bạn đi đi thi á, câu 32, 34 mà các bạn thường là các bạn bị sai nhiều. Sai nhiều. Bởi vì cái đoạn văn dài và cái câu hỏi, cái câu đáp án nó cũng dài. Và khi các bạn dịch cho nó trơn tru rồi thì các bạn bị tốn rất là nhiều thời gian. Cho nên nếu như tự tin phần này thì câu 32 và 34 làm thì làm, còn không tự tin thì để làm trước những cái câu còn lại thì nó sẽ dễ kiếm điểm hơn. Và câu 24 của chúng ta nè. Rồi lui lại. Lần trước các bạn đã học rồi đó. Câu nào nữa? Câu 19 20 thì câu nào có câu là nay giống qua cầu thân cầu xứ? Câu Câu 20 của chúng ta ha. Rồi lùi lại xem rồi. Câu nào nữa? Nên dân qua là thư cờ xứ. 11 12. Câu 11, 12. Câu 11 và câu 10, 12. Vậy, đối với cái dạng như thế này. Như thế này. Thì nên dân qua cả thư cờ xứ. Bắt buộc các bạn phải đọc đáp án trước đúng không? Các bạn phải đọc cái gì? Đọc cái song thét chi trước. Song thét chi trước. Đó. Rồi. Khi các bạn đọc hết song thét chi rồi thì các bạn phải đọc lên đoạn văn nhá. Đoạn văn. Sau đó các bạn mới giải câu 48 và câu 49. Đối với cái dạng 2 này thì các bạn đi ngược lại so với cái dạng 1. So với cái dạng 1 này. Cái dạng 1 của chúng ta thì nó là gì? Câu 50 đó là cái thái độ, nó nằm ở dưới cái phần gạch chân này. Nhưng không phải là phần gạch chân này bao giờ nó cũng mang đúng cái nghĩa hết. Mà các bạn phải đọc hết đoạn văn các bạn mới biết được cái thái độ của tác giả nói trong đó là gì. Nó khác với phần nghe nha. Phần nghe các bạn chỉ cần nghe được cái giọng điệu, cái thái độ và cái cách người ta sử dụng từ vựng là các bạn biết người ta nói là như thế nào rồi. Nhưng phần đề đọc thì không phải như vậy. Cho nên ở cái dạng 1 này các bạn không có đọc bốn cái đáp án trước mà các bạn phải đọc đoạn văn. Xong rồi các bạn cứ giải trình tự 48, 49 và 50. Được chưa? Rồi. Qua hai cái phần tổng hợp như thế này thì các bạn thấy cái dạng thứ hai của chúng ta. Dạng thứ hai của chúng ta nó có cái số tần suất của những cái gì? Cái câu giống nhau, đó là cái dạng câu 50. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ giải cái phần thứ hai, dạng thứ hai trước. Hay là cái dạng thường thứ nhất. Cái nào cũng được. Nhưng mà cô muốn các bạn giải cái phần thứ nhất trước. Vì sao? Phần thứ hai đối với các bạn làm quen rồi. Các bạn sẽ cảm thấy dễ. Nhá. Phần thứ nhất thì các bạn sẽ bị hơi bị khó. Và nếu như chúng ta giải được phần này rồi thì những cái phần trước các bạn làm cũng sẽ được. Nhá. Tổng cộng chúng ta cũng lấy được 6 điểm nếu như cái phần câu 50 các bạn ok thì chúng ta sẽ lặp lại được 3 lần thì tức là các bạn được 6 điểm. 6 điểm của chúng ta. Rồi, giờ các bạn nhìn lên góc phải ở phía trên. Mỗi một cái đoạn văn cô đã lấy ra cho các bạn một cái chơi một cái chủ đề. Chủ đề đầu tiên chúng ta sẽ học trong cái phần dạng 1 ngày hôm nay đó là gì ạ? Nhìn thấy Nguyên liệu của hoa trang phục. Hai trang phương kẻ bà đê quy hàn thống mưu chi đồng.
Các bạn thấy không? Một đây nè. Đấy, một chi rồi. Là gì ạ? Chủ đề của chúng ta là gì ạ? Thí nghiệm động vật để tạo ra cái hóa mỹ phẩm, à là tạo ra cái Khép mấy cái ban. đồ mỹ phẩm ấy. Khép ban là phát triển ha. À, phát triển mỹ phẩm. Chủ đề này các bạn có từng đọc qua chưa? Tôi đọc qua nhưng hay dùng. Chưa đọc qua nhưng mà hay dùng hay thấy hả? Hay Vâng. dùng hả? Rồi, qua cái chủ đề bài này á, sau khi mà giải xong câu 48, 49, 50 rồi á, cô có một yêu cầu đối với các bạn, đó là các bạn sẽ nhặt ra một hoặc là hai câu mà các bạn cảm thấy tâm đắc. Hoặc một trong hai câu mà các bạn nhặt ra, các bạn viết lên tin nhắn gửi cho cô ấy. Nó phải có liên quan đến một cái chủ đề của dạng câu 54, đó là việc là thủng môn serum, tức là thí nghiệm trên động vật. Nó có một cái chủ đề đó nhá, chủ đề đó. Tất cả những cái bài mà cô chọn ra để cho các bạn thực hành câu 48, 49, 50 đều có liên quan đến rất là nhiều cái chủ đề của câu 54. Từ chúng ta. Rồi, giống như lúc nãy nói thì đối với cái dạng 1 này chúng ta sẽ như thế nào ạ? Chúng ta có đọc đáp án không? Động một là đọc bài trước ạ. Đúng rồi, dạng 1 chúng ta sẽ đọc bài trước. Và bây giờ hiện tại có hai bạn nói chuyện được. Bạn xôi số 1, bạn quanh sẽ là số 2. Các bạn theo trình tự đó ha. Câu đầu tiên, bạn xôi đi nào. Chữ nhỏ thế. Hoa trăm phùng quần lô ca in chế mùa hè hành chi ả à bồ nừng tông môn si lòng mê nừng thuộc kỳ hoa kỳ ni pì cử truy từng nghề chế chế cù ca chắc cưng tông mù ri chú rô sư in tả chú rô sư rất nhỏ Thủng thông môn. môn tông mù ri Nếu như em dùng trên điện thoại mà thấy cái chữ nhỏ, em có thể zoom cái màn ảnh cho nó to lên. em không được. Rồi, xong nào. Hoa trăm Tôi vẫn phùng không biết chỗ nào không biết hỏi nhé. A la bù nương là điều tra đúng không cô? À cho biết. Arabota là tìm hiểu. Hoa trăng phun ul ul cái Từ nào? Trong câu này có chủ ngữ không? hoa trăng phun ul lô ca Các bạn quên này, các bạn quên này. Giờ cô sẽ tách lại từ Ừ. từ nhé. Tách từng quế nhé. Nhớ cái buổi hôm trước mà chúng ta tách không? Khi tách là chúng ta phải tuân thủ theo một cái cụm danh từ. Cụm danh từ nó thường có chủ ngữ nè, rồi động từ nè, rồi đến danh từ nè. Được chưa? Nên ở đây là gì? Hoa trang phương vừa liêu ca. In dế ngu chê hăn chi ả đào bồ nên thủ môn sư đô mê nên. Thu kỳ qua. Kini pi chi thường nghe. Chê gu ga chạc gửi thủ Chủ đô. Xin đà. Đấy, cô tách ra ba mấy quế đây. Quế thứ nhất nè, quế thứ hai nè, quế thứ ba chỉ có một, hai từ thôi, quế thứ tư nè. Đó. Rồi bây giờ chủ ngữ ở đâu ạ? câu đầu tiên có n ok mù mù in in chế mù hè
từ cái đoạn un lô ca in chế mùa hè hàng chi nghĩa rồi cô. Nguyên liệu. Hoa trong phương nguyên liệu là gì? Hoa trong phương nguyên liệu là nguyên liệu. Nhá. Nguyên liệu của cái gì đây? Nguyên Mỹ liệu phẩm. mỹ phẩm, nhưng mà nguyên liệu này là nguyên liệu thô. Nguyên liệu. Ừ, hoa trong phong bộ lưu là nguyên liệu thô. Nguyên liệu thô. Đấy, giống như là copy nguyên liệu á. Nó gì? Hình dung ra được chưa? Cà phê nguyên chất. Nguyên liệu thô. Thí dụ như là mỹ phẩm từ đàm son đi, từ hoa hồng, đúng không? Nó có một cái nguyên liệu đó là hoa hồng, cánh hoa hồng. Thì hoa hồng đó là một cái loại nguyên liệu thô được chế biến, được qua quá trình bào chế rồi mới kết hợp với một số nguyên liệu khác để tạo ra cây son. Thì những cái đó gọi là nguyên liệu thô của mỹ phẩm. Rồi, mu he ha ta mu ta mu là gì? Mu là không. Cũng được Cô không? hạ. He ta Cũng là hại, đúng không? Hư hại, hư hỏng. Mu he ha ta là vô. Vô gì? vô hại. Vô hại. Tức là không có hại, đúng không? Có hại hay không có? Có hại. Nghe hành chi cho tìm hiểu không có hại in trên thân thể à? Cơ thể in je là cái cơ thể. Mà in je này á, je là cơ thể, in là người, cơ thể thường là cơ thể người á. Thể người. Nguyên liệu. Rồi, còn từ nào nữa? Em dịch xin nhé. Kini Piku là con gì ta? Con chuột lang, con chuột bạch tế. Kini Piku cho bạch. Trong vùng cái mỹ phẩm nguyên liệu tự nhiên. À, em nhắc từ đó là thấy thua rồi. Giờ cô sẽ cho hai cách nhé. Cách thứ nhất là chúng ta lấy từ cái siro là với một. Cách thứ hai là cái thằng này. Cái thứ ba thằng này. Nên này. Rồi, đó là cái tách cái thứ cái cách cô tách thứ nhất. Cái dòng cô tách thứ hai. Thí Thằng nghiệm này. trên động vật. Này. Này. Ôi đọc sorry. Rồi. Đó. Bây giờ thích dịch cái nào cũng được. Thích dịch cái nào cũng được. Bàn quanh cũng thử dịch đi ha, lát nữa cô cũng có thể mời em đó. Thích màu đỏ thì dịch theo màu đỏ, thích màu xanh thì dịch theo cái trình tự của màu xanh. Tức là lấy từ cái con số của đánh nó đi ngược về bên trái là được. Giờ em quyết định màu gì? Màu À, xanh hay màu đỏ? Đi đằng xanh hay đi đằng đỏ nào? Đi đi màu xanh. màu xanh đúng không? Rồi bây giờ đi màu xanh thì là lấy từ đây đó. Động vật nhà họ. Động vật nhỏ thì thua rồi. Trong một Ông cụm, trong một cái cụm thì nó bao gồm cái gì? Nhớ nha, cô nhắc lại lần này nhé. Một cái cụm danh từ. Khi mà cô tách á, thường là cô sẽ tách theo một cái gì? Cái cụm danh từ làm chủ ngữ thôi. Được chưa? Cả số 1 màu đỏ hoặc là số 1 màu xanh, nó đều có chứa đựng cái cụm danh từ. Và trong cụm danh từ này á, thì nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đó là tính từ. Thứ hai là động từ. Được chưa? Nếu như tính từ hoặc là động từ thường á, thì bao giờ cái chủ ngữ ở đằng trước này á, bởi vì nó không phải là chủ ngữ chính trong câu, nên chủ ngữ nhỏ thường nó mang cái tiểu từ là ý gì cả. Được chưa?
Và trước cái thằng động từ này đôi khi nó có một tăng ngữ nhỏ nữa, nó mang tiểu từ ến, hình rình. Tính từ thì không có, nhưng mà tính từ đứng trước động từ á, trong trường hợp này á, thì nó là định ngữ, nó sẽ mang tiểu từ ến, nên động từ nó cũng là định ngữ. Nếu định ngữ thì quá khứ là mang tiểu từ ến, nên ở hiện tại là mang tiểu từ nên, tương lai là đi ến, in. Rồi còn giờ cái thằng này ra sao đó, và cả hai này thì đều cộng với thằng danh từ. Rồi Cái truy chê cu ca là chuột chuột gia gì, chuột gia gì nhỉ cô, chi chuột gì nhỉ, chê chi chê cu ca chi chê cu chuột ca ôi chi chê không chi phải chi đó, chi chê cu truy ca chê 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 cu ca thật cân thông mùi. Chê là cơ thể, cu là cu trô, cái cấu trúc của cơ thể. À, cô quên nói một lần nữa là khi các bạn muốn luyện mà đắp biết câu cấp á, thì cái phần mà từ gốc Hán mà gọi là các bạn chỉ cần học trước cho cô có phần từ đơn từ thôi. Có nghĩa là giống như cô mới vừa phân tích đúng không? Chữ chê này có nhiều nghĩa, nhưng trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch có nghĩa là cơ. Chê là thể á, thực thể, cơ thể. Cu trong cái từ là cu, cu chô đúng không, chúng ta đã xuất hiện trong cấu trúc là cu chô, cấu tạo, cấu trúc, được chưa, cấu trúc hay là cấu tạo đó, cấu trúc cơ thể mà là sao ạ? À? Nhỏ khi chúng ta dịch từ đây nguyên cụm danh từ của chúng ta đang là gì, thằng danh từ nè, thì danh từ xong rồi các bạn có dịch gì, chủ ngữ nè, rồi đến tính từ hoặc là động từ nè. Nếu như động từ thì nó có cả thằng tăng ngữ nè. Bây giờ ở đây thật kinh là tính từ hay động từ? chắc cứ là tính từ. Tính từ thì chúng ta sẽ theo cái cấu trúc này trong tiếng Việt của chúng ta ha. Tiếng Việt của chúng ta sẽ dịch là gì, danh từ nè, là từ ớt nè, tới tính từ nè, được chưa? Trong tiếng Việt chúng ta động từ thì sẽ là động từ nè, rồi tới là ớt nè, rồi tới động từ nè, tới tăng ngữ nè. Em chọn Chưa phải là mình dịch là động vật nhỏ có cấu trúc cơ thể như chuột, động vật nhỏ, chuột bạch. động vật có cấu trúc cơ thể nhỏ chứ không phải là động vật nhỏ có cấu Động vật có cấu trúc đó, động 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 trúc. động vật có cấu trúc cơ thể nhỏ như chuột, chuột bạch và thỏ, chủ yếu được sử dụng trong việc thí nghiệm trên động vật đã được tìm hiểu Đã là được đâu thì hiện tại mà đang được tìm à. hiểu là không có hại, Đang được tìm hiểu cái gì, cái gì, cái này cũng theo cái nguyên đang tắc được này tìm luôn. hiểu thí nghiệm trên động vật, cái nguyên liệu thô đang được tìm hiểu là không có hại đối với cơ thể, Ừ, hay đối với cơ không thể người. ừ, đỡ vậy. Có hại, vô hại hả, có vô hại đối với trên cơ thể người hay không. Ở cái phần này chúng ta cũng từng theo thủ theo cái cấu trúc của chúng ta đúng không. Ở đây là cụm danh từ nè, danh từ nè ha, đây là động từ nè ha, rồi đây là gì, là ớt của chúng ta nè, còn phần này là những cái gì, cái thằng phụ của cái động từ này chúng ta xem nó với là cái thằng tăng ngữ của chúng ta nè, thì em sẽ theo cái thằng này nè, em dịch là nó xuống thôi, được chưa. Thí nghiệm động vật như thế nào nữa, tới thằng ếch này nè, gì nữa mà cái nguyên liệu mỹ phẩm này nè đang được tìm hiểu xem coi có vô hại trên cơ thể người hay không, theo trình tự như vậy. Thế bạn quanh có cách dịch nào khác không? Cái dịch cái câu đấy hả cô? Ừ, có cách, Hay cả câu à? em có đồng tình với cách dịch của bạn Soi không hay là em có cách dịch khác không? Em dịch theo cái màu xanh nhé cô ạ. Màu xanh thì em dịch giống như của, à rồi dịch thử xem coi có gì thay đổi không. Cũng Thí nghiệm động vật cho biết cái cho biết là nó trở nên vô hại ở thân thể ở con người với nguyên liệu khô của mỹ phẩm thì
Thì cấu trúc của những động động vật nhỏ có cấu động vật có cấu trúc nhỏ thì của con chuột bạch với cái con thỏ ấy, thì được sử dụng chủ yếu ạ. Màu đó là màu đỏ chứ không là màu xanh nha cô ôi. Rồi, hai cách dịch cái nào cũng được ha. Nào cũng được. Miễn sao các bạn biết tách ra theo cái nguyên tắc đó là được ha. Còn nếu như các bạn không nhìn ra được thì sau này các bạn học càng 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 nhiều lên những cái tài liệu càng cao ấy. Các bạn đọc và các bạn tìm từ để các bạn đọc hiểu nó sẽ rất là khó. Là khó. Rồi, tới câu kế tiếp bạn quanh nào. Đâu nó ở chỗ nào không ạ? Cô cắt ra đi em chưa nhìn ra thế nào. Cô cắt Thô ra đó. kim, thô kim Thô kim Cúc tô ở chỗ nào ấy À cô? nhì câu ở trên câu thứ Thô hai. kim. Toki Shiro Mi Sonin. Vâng, thô kim serum sonen nun kho phun cổ trong he nột cô cha cức e min cam han an cu e hoa trong phum un liêu bà lư tả à bà lưng tả để em cho nó to. Cái thí nghiệm trên con thỏ ấy thì đặt cố định ở mắt à cô, mỹ phẩm mà mắt. Nun Và khọp phu là cái gì ạ? Nun khọp phu. Mí mắt. mí mắt Ừ. Mí mắt thì khổ chân hen nụ cô. Người ta sẽ làm cái mí mắt của gì? Của con vật ấy. Như thế nào? Cố định lại. Chúng ta sẽ cố định lại. Rồi sao nữa? mí mắt và ôi nguyên liệu mỹ phẩm chút đấy là òn cu của cô hay là àn cu ấy. An cu, an cu chữ an á, an là con mắt của mình ấy, cu. Bên trong cấu trúc An cu ăn là cái cu là nhãn mắt cầu á, nhãn cầu. ăn cầu nhãn cầu mẫn cảm tích cực á. Tha cực này nó có nhiều nghĩa nhưng mà trong đây á, chúng ta dùng với cái nghĩa là kích thước, với một cái kích thước nhất định. Thứ nhất định thôi. Ừ. Rồi, có nghĩa là cái cách người ta tiến hành trên thù kỳ, trên con thỏ. Người ta sẽ thoa cái nguyên liệu mỹ phẩm lên cái gì ạ? Ở cái khu vực, Nhãn cái nhãn cầu cầu của mắt thỏ. Bởi vì cái khu vực đó nó sẽ là cái khu vực nhạy cảm mà chỉ trong vòng một cái kích thước, cái khung, cái kích cỡ nhất định mà thôi. Với điều kiện là sau khi họ cố định cái mí mắt của thỏ rồi thì họ mới mới làm cái bằng đó. Được chưa? Rồi câu thứ hai, câu thứ hai ngắn đó thôi à. Thukinen đúng không ta? Ừ đúng rồi. Thukinen thổ kỳ nâng cực tố e cố thông ngân nữ nữ kỳ kê tuệ chi màn nụ đơn cảm mừng su chố cha ọp tà Nuôi rừng hả? Bé này đọc từ lưa cho rồi. nâng Nuôi nên. nụ nâng nụ nâng cảm mừng su chố cha ọp tà Chú chú cha ập ta. con thỏ nó cảm thấy là No. Cấu trúc của chúng ta nó có hai cái vế đối chị lập mà với nhau. Đó là chiman thì chúng ta nhớ cái cấu trúc này là dịch trong tiếng Việt của chúng ta là gì ạ? Mặc dù. nhưng Mặc dù cái quế một như thế nào đó nhưng mà dù con thỏ rất là cảm thấy rất là đau đớn nhưng mà không thể nhắm mắt được. thiếu người ta hai cái cấu trúc quan trọng người ta thấy mò luôn mà em bỏ mất tiêu luôn. Thứ nhất, cái thứ nhất của chúng ta, cái quế thứ nhất của chúng ta là các bạn nhìn kỹ nhé, từ từ nhé,
Thứ nhất chúng ta có thu kỳ, nó là cái danh từ này, bây giờ danh từ này xong, cái danh từ này á nó sẽ có cái gì là kê thùy tờ, các bạn có nhớ cái cấu trúc này không? Kê thùy tờ tức là cái thằng ít này nè, nó tự nó có làm được cái động từ này không ạ? Quên, cô lộn đi. Nó bị trở nên đấy cô. Đúng rồi, được bị trở nên, nó trở nên thực hiện cái động từ này, tức là nó bị cảm nhận hay là nó trở nên đó. Rồi cảm nhận thấy được gì? Cái tăng ngữ này đó, cái thằng S này nè đấy. Mặc dù con thỏ nó sao, nó thỏ nó sao ạ? Cảm thấy đó, con thỏ nó cảm thấy tu là cực độ, sự đau đớn cực độ. Mặc dù con thỏ nó cảm thấy đau đớn cực độ, đau thấy mồ nổi luôn á, đau quá trời đau luôn hả, đau một cách là tột độ luôn. Thế nhưng mà cực tu là tột độ ha, các bạn cũng có thể dịch như vậy cũng được, theo từ Hán cũng được. Nhưng mà chu cha là sao ạ? Là điều tra À nhi, chu cha không phải là chu sa. đâu chỗ nào cô Chu cha, chu cha. tôi cha là cấu trúc để đấy không? Chú cha quán Thậm chí á, thậm chí cô viết nhanh quá, nó lại chạy không kịp nữa rồi. Cái viết của cô từ cái bằng cái viết với cái này, từ lúc mà cô ghim vô cái máy tính của công ty dạy một buổi hai buổi tới giờ không biết là nó bị cái gì, về nhà nó chẳng ăn gì chứ. Thậm chí ngay cả đến cái gì à? Cái nhỏ nhất, cái duy nhất cuối cùng nhá, chú cha chúng ta, cái nhỏ nhất hay là duy nhất cuối cùng đấy, cuối cùng thường đằng sau nó mang cái tính là phủ định, cũng ộp tả, cũng không thể nhá. Nếu như là Putong Pyuan đấy, Putong Pyuan là cái biểu hiện phủ định, ngay cả cái nhỏ nhất hay là cái duy nhất cuối cùng cũng không thể hay là không được nhá, cũng không đó. Đó rồi, dịch lại được chưa? con thỏ nó cảm thấy Con mặc dù con thỏ bị cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng mà thậm chí ngay cả muốn nhắm mắt cũng không thể nhắm được. đến, mặc dù ha, mặc dù cái việc mà làm thoa mỹ phẩm lên trên cái giờ cái nhãn cầu của nhạy cảm với một cái kích thước nhỏ trong cái khu vực mắt của thỏ đấy, nó làm cho con thỏ cảm thấy đau đớn một cách tột độ. Thế nhưng mà ngay cả thậm chí ngay cả cái việc đau như vậy nhưng con thỏ có không thể nhắm mắt được. Đau mà cũng không nhắm mắt được, tức là chúng ta thường thấy cái gì, nó hay chẳng chẳng lên đúng không? Đấy, chẳng chẳng lên, không thể nhắm được. Rồi đâu có, cấu trúc này cũng lâu lâu mới gặp lần đúng không? Thường thì chúng ta sử dụng cái thằng chu cha trong những cái hoàn cảnh tương tự như thế này, nó mang cái tính không được tích cực cho mấy, thì các bạn có thể dùng hả. Rồi tới bạn quanh đoạn tiếp theo. Còn nói tắt mi đâu rồi, quên tắt micro thì phải á, hay là đâu rồi? Mãi đâu rồi? Mặt mít nhưng mà có nghe được đâu. Bạn soi có nghe được không? Không.
Mic của bạn đang bị tắt đấy. Đây Được rồi. cái này được chưa? Chọn được cái này phải ấy. đi vọng rồi đấy em. Sao nào? 발이 닿지 않는 머리나 등에 상처를 낸뒤 화장품 원료를 발라 염증이 일어나는지 보기도 하고 토끼를 촛불 오리에 가두고 헤어스프레이를 계속해서 뿌리는 자극성 실험도 이루어진다. 라이. 발이 닿지 않는 목이나 등에 상처를 낸뒤 화장품 원료를 발라 염증이 일어난지 보기도 한다. 토끼를 접은 우리에 가두고 헤어스프레이를 계속해서 뿌리는 자극 실험도 이루어진다. Rồi, ở đây chúng ta có cấu trúc momo, tổ, momo, hành tả. Và chúng ta cổ, momo, cổ, ở chỗ này, momo, tổ. Đâu rồi? Quế một của chúng ta là động từ cộng với khi tú hà cổ. Quế hai của chúng ta, quế một nhé, quế hai của chúng ta thì nó sẽ là danh từ. Danh từ thì nó cũng sẽ bằng với động từ cộng với khi tú, cho nên danh từ thì chúng ta sẽ không dùng với khi mà chúng ta gấp thẳng vào tô luôn. Đấy, một mùa tú mùa tả. Cấu trúc này nghĩa là gì biết không? Cậu nhớ cấu trúc này nghĩa là gì không? Rồi, đôi khi cùng quế 1 và đôi khi cùng quế 2. Nhá, đôi khi cùng quế 1 và đôi khi cùng quế 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tách ra. Vì nó là có quế 1 và quế 2 cho nên là chúng ta phải dịch cái quế 1 trước xong rồi mới đến gì? Cái quế 2 của chúng ta. Trong quế 1 này có chủ ngữ không? Có chủ ngữ không, Soi? Không. Không, nó không có chủ ngữ nhưng nó lại có một cái gì biểu hiện chỉ trình tự trước sau, đó là niên in thì đằng trước nó là một động từ thì nó khác hơn là niên in hu ấy. Ồ, rồi thì chúng ta sẽ lấy cái trình tự này đó, có trình tự trước sau thì bắt buộc chúng ta phải dịch cái trình tự của cái hành động thực hiện trước nhá. Và kể cả cái thằng quý hai của chúng ta cũng có trình tự trước sau không, có không? Có Có. thằng cu này ha, đấy qua cái này qua cái kia, chưa đúng rồi. Rồi bạn thu vào đúng không, bạn thu Thu hôm nay mới đi Đồng Nai về. Rồi, à, qua nơi Xong. được chưa em? Sao rồi, mất tiêu Nó bị một cái mở cô ạ. rồi. Được rồi. nói chuyện được rồi đấy. Ba trăm tấn chè năm. Cổ khổ.
Thứ nhất, các bạn sẽ xem hai cái quế lớn của chúng ta đúng không? Đây là cái quế lớn của chúng ta. Trong mỗi quế thì nó sẽ có cấu trúc trình tự trước sau. Vậy thì các bạn phải dịch cái cấu trúc trình tự trước sau trước rồi mới dịch các phần còn lại. Nhưng trước khi dịch cái quế 1 thì các bạn phải nhìn hai cái gì? Cái quế lớn của chúng ta, quế 1 và quế 2. Thì cấu trúc này là gì thì các bạn phải thêm cái từ đó vào ngay lập tức trong cái cấu trúc của các bạn dịch. Đậu rồi, tắt lại hết rồi. Bali. Mà chưa biết cái gì, nhưng chưa nghe ra cái gì. Chưa ghi gì chưa? Đầu tiên. Thì tao giữ dịch câu sau. Đầu tiên á thì cái cấu trúc lớn của chúng ta là Momo Kito Hago, Momo Kito Hành Đà, nhưng mà Ki đúng không? Còn với động từ thì nó có phải là bằng danh từ không? Bằng Vâng. không? Bằng. À, bằng. Cho nên trong trường kế quế hai chúng ta không nhất thiết phải là động từ còn với Ki nhé. Cho nên khi các bạn viết câu nôm từ cũng vậy, các bạn muốn sử dụng có cấu trúc là Momo Kito Hago, Momo Kito Hành Đà cũng được, còn không các bạn có thể bắt chước theo cách sử dụng này, không nhất thiết là phải là quế hai phải là Kito Hành Đà, không nhất thiết vậy đâu nhé. Ừ. Rồi chúng ta phải đôi khi cũng đúng không, các bạn phải dịch được cái cấu trúc là đôi khi cũng ha, đôi khi cái gì đó cũng quế quế một và đôi khi cũng quế về hai, đó là chúng ta giải quyết cái cấu trúc lớn của chúng ta rồi. Và bây giờ đôi khi cũng quế một, nhưng mà quế một này nó lại có trình tự gì trước sau, thì chúng ta sẽ dịch cái gì, cái thằng động từ thứ nhất này xong rồi mới đến cái động từ thứ hai. Tới đây kịp chưa bằng quanh? Và cả cái quế hai của chúng ta cũng vậy, nó cũng có nè. Đấy. Kịp chưa? Vừa nói câu của em hơi không được ngắn đâu nhé. Có 3 dòng thôi. Sao không nghe được nữa rồi? Rồi, bây giờ chúng ta dịch thử nhé. Đôi khi cũng với một. Đôi khi người ta hay là các nhà thí nghiệm, các người cái quá trình thí nghiệm á, người ta sẽ tiến hành làm cái gì ạ? À? Bắt đầu chúng ta sẽ đến cái phần quế 1 và cái trình tự trước sau thì chúng ta phải dịch cái hành động trước. Người ta sẽ tiến hành làm cái gì ạ? À? Cái ví của cô sao bên này nó không chạy gì chưa? Sang chờ đưa nền tì. Đó. Sang chờ đưa Sang nền chơi tì. niềm tin sang cha là vết thương, À, cái vết đến hành là thương. những vết thương. Người ta làm gì? Nghe ta. À, lấy ra. Đúng không? Ừ. Rồi, đôi khi thì người ta cũng sẽ tiến hành cái thí nghiệm sau khi cắt những cái vết thương ở đâu? Ở cổ hoặc là ở lưng, nơi mà cái bàn chân của con thỏ ấy hoặc là con chuột á nó không có chạm đến được. Lý do tại sao ạ? À? Nếu chạm đến thì nó ngứa, nó đau quá thì nó sẽ quạo đúng không? Tại vì những cái con thú mà có bốn chân thì nó không giống như con người, chúng ta có thể là di chuyển được ở những cái nhiều nơi thì nó sẽ không vào, cho nên người ta sẽ cắt ra những cái vết thương đó làm cho có những vết thương. Sau đó thì người ta sẽ làm gì ạ? À? Palazzo đó, người ta sẽ bôi cái nguyên liệu mỹ phẩm lên. Rồi. Quan sát cái từ buki ở đây á thì chúng ta có thể dùng giống như là saripobuta đấy. Saripobuta là quan sát ha. Thay vì các bạn ta dịch theo cái nghĩa là xem thì các bạn có thể dịch theo cái nghĩa như thế này là quan sát. Quan sát xem. Dậm chân là gì ạ? Dậm chân là dậm chân là có Cộng dị ứng, chung có xảy ra dị ứng hay không? Dậm chân nghi iron là ta đấy. À, có xảy ra dị ứng hay không, có xảy ra hiện tượng là dị ứng hay không. Và đôi khi trong quá trình thí nghiệm thì người ta cũng sẽ tiến hành tiến hành nhốt khotuta, là nhốt nhốt ai à? Nhốt con con thỏ. thỏ.
vào trong cái lòng, mà cái lòng này hẹp nhá, vào trong cái lòng hẹp. Rồi sao đỏ kế sóc khe sò là liên tục làm gì ạ? Puri này đấy, xịt nhá. Người ta sẽ tiến hành cái thí nghiệm xịt keo, keo đấy, tiến hành thí nghiệm kích thích xịt keo lên đấy, xịt keo lên, xịt keo lên ai ạ? À? Lên cái con thỏ này nè. Nhưng mà trước khi xịt keo thì người ta phải làm gì? Nhốt nó vào vào lòng. Nhớ mấy cái trình tự này nghe, là ở sau này cho vô cái bài nghe, mà bài nghe có liên quan đến một người độc thoại mà giải thích dài dòng trong cái việc mà thí nghiệm một cái việc mà chế biến cái mỹ phẩm mới trên động vật. Các bạn phải nhớ những cái trình tự này, đôi khi nó sẽ hỏi cái câu hỏi là chọn nội dung đúng sai á, thì nó sẽ nói ngược những cái trình tự này, thì các bạn cho rằng là những câu đó đúng nhưng không phải, câu đó là sai nhá. Thường nói là cái phần đúng sai thì những cái cấu trúc mà trình tự trước sau ấy thường là những cái đáp án sai là nhiều. Rồi tới câu tiếp theo, 실험 과정에서 느끼는 고통을 동물 본로 화장품 원료 본로 차이가 난수 없, 난 수밖에 없지만 대수 다수 rồi dấu chấm. Đâu bạn soi dịch thử xem nào. Mặc cái trong trong quá trình thí nghiệm á, cảm giác đau đớn trong quá trình thí nghiệm thì hầu như là thuộc vào động vật. Pelo lô động vật Piero là không không hẳn, có như là không hẳn cái gì nguyên liệu của món như phẩm thí dụ như các bạn có cái từ hay polo, cô hay thường cô đặt cái từ ở bài trong cái những cái cấu trúc dạng đề tôi biết đó, là giải bài theo từng dạng đúng không, đúng không, nhớ không? Du hông phổ là hoặc là du hông phổ lô ấy, theo theo từng dạng đó. Sao nào? vậy cái này là theo từng loại động vật. Đúng rồi, theo từng loại động vật, theo từng nguyên nguyên liệu mỹ Nguyên phẩm. liệu Rồi thay cái nạn su bậc cái optimal, cấu trúc này dịch phải đúng nha, không đúng là bị đòn ấy. không có co, không có cách nào khác. Không có cách nào khác, hay khác hơn là các bạn dịch có thể là Kimalanita hoặc là Ninh Bọt Vita, tức là sao? Ngoài ngoài cái này thực ra không Ngoại còn trừ phương pháp nào khác. là Mulanita, Mulanita, đương nhiên đúng không, đương nhiên tại cái điều đó đương nhiên rồi, không có không hiển nhiên rồi, không có thể là tránh khỏi rồi, tức là không có cái nào khác để thay thế nó nữa đúng không, buộc phải làm cái điều đó. Thay cả nạn su và cái optimal, mặc dù nó không có sự khác biệt nhá. Đúng không? Có thể dịch như vậy được không? Có, mặc dù không có sự khác biệt về nguyên liệu của mỹ phẩm Tì nha, cẩn thận và nha. Cẩn thận nha, khi mà ý ra cái nghĩa mà thì cảm thấy thôi nó kỳ kỳ đó là các bạn đã sai đó. thôi. Mặc dù không có sự khác biệt về loại nguyên liệu mỹ phẩm hay loại động vật No. trong quá Cái quan trọng là cái trình cụm từ này này. Không hiểu là sai đấy. thay cái Thay ca nạn su bạc kê ọc chì man. Hồi nãy các ngoài cái bạn có cái từ không phải đương nhiên rồi. Dĩ nhiên rồi. ngoài cách này ra còn không có cách nào khác có cả. Nếu như chúng ta hồi nãy các bạn dịch là ngoài cách này ra là không có cách nào khác, thì lúc đó nó sẽ không tốt được cái ý trong trường hợp này. Mà hồi nãy cô dịch là Kimalanita, Nưng Bọc Ita hoặc là Mulanita, đúng không? In Ninh Mulanita tức là đương nhiên rồi.
Đó. Vậy thì chúng ta giải quyết Không cái từ đương nhiên này nè là trong cái phần nào ạ? À? Các bạn nhớ kỹ nha. Cô giải quyết cái từ đương nhiên này á là trong cái phần này nè. Nó chỉ trong cái cấu trúc này thôi nhé, chứ nó không có liên quan tới cái cụm từ được ghép vào. Cô chưa có tách nha nhé. Số bậc kế. Ờ. Ta. à, thế là có phải là cái sự đau khổ, cả đau khổ mà khi cảm nhận của quá trình thí nghiệm thì đương nhiên là có sự khác biệt theo cái nguyên liệu của mỹ phẩm, mà cái nỗi đau khổ của con vật đấy nó cũng khác nhau ấy. Đúng rồi, Ý là đúng thế. rồi. Phải hiểu ý như vậy á thì chúng ta mới hiểu được cái bài này. Hiểu chưa? Thì hiểu ý như vậy á, cái cấu trúc nó làm cho chúng ta khó hiểu. Nếu như các bạn dịch theo kiểu là không có cách nào khác này nọ thì đúng đó, cái nghĩa của cái cấu trúc dương số bậc kế hợp tà tức là như vậy thôi. Nhưng mà trong trường hợp này nếu như các bạn học theo cái nhóm ngữ pháp đồng nghĩa á, thì cái thằng này nó lại bằng cái gì? Khi mà lên nhì tà nhưng bọc bị tà. Hiểu chưa? Một lần thì ta là đương nhiên. Đương nhiên thì nó sẽ có cái sự khác biệt thế. Thay ca nạn ta có cái sự khác biệt tùy thuộc vào động vật, tùy thuộc vào nguyên liệu mỹ phẩm. Đó. Mà cái sự đau đớn cảm nhận trong cái quá trình thí nghiệm này nó diễn ra đương nhiên là có đó. Đấy. Thế nhưng mà thả xu cái từ này hay lắm á. Đại đa số. Đúng rồi, đại đa số phần lớn như thế nào đó thì cái phần này là cái mà các bạn phải chọn được cái nội dung chính phù hợp nhất để điền vào chỗ trống này, và nhớ cái câu này khi chúng ta dịch đúng thì chúng ta mới điền đúng, còn nếu như chúng ta dịch không đúng thì chúng ta sẽ điền sai. Và có vội tìm xuống đáp án để điền vào liền không, có không? Không đọc tiếp. Không nha, những cái phần này phải đọc hết bài. Rồi, câu kế tiếp. Bạn ơi, có đọc được chưa? Chị có đọc được chưa? Cái này cô gửi qua cho các bạn chưa? Ừ. Bà Lê Không bạn đi cơ. cho to đúng không? không, cô chỉ có thể em tự kéo to lên, tại vì cô đặt cái chế độ quay màn ảnh ở trong cái khu vực đó, mà cô to lên thì nó sẽ làm xéo cái màn ảnh của cô. Hàng cột thông ngân chiếc tà ca xin chê ca son sang thuê khưng ê ăn nhác xa an ninh có si tà trong lúc mà gặp phải cái đau khổ chốc lát à cô, cơm chích là cái gì Khum chích khan khu thùng cọc đà ca. Dịch đằng sau đúng rồi mà cái anh trước hay quá mà lại không bỏ mất tiêu cái cụm từ đó uống vậy. Khum chích khan ta. Khum chích khan cơm ta. Khủng khiếp. à, trong lúc mà gặp phải cái đau khổ khủng khiếp thì là cái sự là người ăn lạc à, không phải ăn lạc xa xa ninh cái người thực hành chứng niệm kết thúc được cái tổn thương của thân ăn lạc xa là cái gì cô Thiệt mạng á, tử vong không ấy. à tử vong à Ừ. trong lúc gặp phải cái đau khổ khủng khiếp thì sẽ có thể tử vong cơ thể và kết thúc sự tổn thương. À, thật ra thì cái niên in kích thê này á, này không phải là kết thúc mà giống như cái cấu trúc là niên in hu e á, dịch như vậy nó sẽ chính xác hơn. Để kết thúc À, sau khi được à, Sau sau khi bị tổn thương
Xin là chị có song song trong thì cực thể, tức là khi mà cái cơ thể nó bị tổn thương đến mức tột cùng rồi thì sẽ là tử, việc tử vong. tử vong. Là việc tử vong. Chúng ta tắt từng Nhưng vế ra rồi chúng ta hiểu thôi ha. Là lúc mà đau đớn như vậy á, trong lúc đau đớn gì á thì bắt đầu là sẽ bị tổn thương, đúng không? Bị tổn thương. Đầu tiên là đau đớn thế nào, người ta đôi khi người ta sẽ bôi bôi mỹ phẩm, nguyên liệu mỹ phẩm lên cái mắt xem coi là cái khu vực đó là gì à, nó nhạy cảm đến cái khu vực cuối có anh cu không. Tại sao người ta lại thí nghiệm cái điều này ạ? Bởi vì tất cả các loại mỹ phẩm khi mà các bạn sử dụng nó đều có một cái chú ý trên đó, đó là gì, cẩn thận cái trong khu vực mắt của chúng ta, tránh môi và bôi vào mắt của chúng ta. Các bạn nhớ không, xài mỹ phẩm nhiều quá có để ý phần này không? có Cổ thì lúc này các bạn ở người ta mà làm cái gì xong rồi người ta lại tiếp tục là gì, xẻo, gọi là cái từ cô gọi là xẻo thịt, đúng không? Xẻo thịt, xẻo ở đâu, ở trên cổ, trên lưng, những cái nơi mà con thỏ con chuột này nó không có thể lấy cái chân nó quào lên được để người ta thí nghiệm, thì lúc này là gì, bị tổn thương đến mức tột cùng rồi, vừa đau đớn nè, vừa trải qua một cái cơn đau đớn khủng khiếp nè, rồi bị tổn thương đến mức tột cùng nè, thì sẽ là cái chết. À, cái chết đấy, nghe thấy gùng gợn không? Gùng gợn đúng á, nghe thấy tiếc quá. khiếp đúng á. Rồi rồi câu kế tiếp ngắn lắm sao à, ngắn lắm. Ngắn cũng dịch khó. Khi serum qua trường hề sao sang miếng ưng in nâng sang miếng in nâng tông môn tân tô hạ ho ta hạ ta trong quá trình thí nghiệm thì cũng có nhiều động vật bị chết. Đúng rồi, cũng có nhiều động vật, nghe từ nhiều chưa có thấm thía gì chứ, nghe từ nhiều cái tự nhiên cô chỉ cảm nhận được cái từ gì à? Từ mạnh ni thôi, chứ cô không có thấy thấm thía gì cái từ đây. Người ta sử dụng cái từ hoa ta đây là gì à? Hoa Tức ta, là cũng có rất nhiều động vật bị chết. đúng rồi, từ mạnh ni. Cái từ mạnh ni này và cái từ suka mêu mạnh ni thì nó lại là khác nhau một tí xíu về cái mức độ, đúng không? Mèo mạnh nì hay là mạnh thà, đúng không? Mạnh nì tà và mèo mạnh mạnh thà, cái này là vô số hay là rất nhiều, đúng không? Còn cái này là nhiều thôi à, nhiều thôi, được chưa? Khi các bạn đi thi mà câu 54 mà các bạn dùng được cái từ này nè là ăn điểm, rất là ăn điểm so với cái từ mạnh thà này nhá. Mạnh thà này, Hota ho ta ha ta 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 suka meu mạnh thà, nó bằng với suka meu mạnh thà. Vô số nhá, đấy cũng có rất nhiều, hay là gọi là vô số động vật cũng bị thiệt mạng trong quá trình thử nghiệm. Thử nghiệm. Đây, câu tiếp theo cũng không có dài lắm đâu anh à. Tuy nhiên câu này hay lắm á. Hoa trong phun khe pha luôn một chốc kro tông muôn si hom si so thuế luôn còn xưng xe rô chọc rông hai luôn quân yêu ê ăn tròn xong ở com chưng ha kiwi ham y tà. Okay. Câu này rất Cái là việc hay. mà đang trở nên thực thi cái thí nghiệm ở động vật mang bằng với cái mục đích là khai phát ra cái hóa mỹ phẩm thì là cái kiểm chứng mang tính an toàn của nguyên liệu đang 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 ứng dụng đang được ứng dụng mới trong 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 bằng bằng với cái nguyên liệu mới bằng bằng Cũng được á, nhưng mà sau này các bạn để ý nhá, ở đây chúng ta có một cái cụm danh từ này, đúng không, rõ ràng luôn, đúng không? Vì vậy cái trình tự của các bạn dịch nó phải là số 1 nè,
cái việc Đây nè. thực cái việc kinh nghiệm Số 3 nè. được thực thi. Và cái số 2 này nó nhiều lắm, nó thuốc khả năng này là. Đó. Được chưa? Rồi xong số nguyên cái dãy này rồi á thì chúng ta nhìn ra cái cấu trúc này ha. Cấu trúc này là N1 nè, mang tiếp từ N, nên nè. Rồi N2. Gì đây? Y tà N1 nè. Ừ, y tà. là N2, À, N2 là N1 N1. là N2. Và bây giờ trong N1 là N2 mà chúng ta đã xuất hiện một cái cấu trúc nữa, đó là cái thằng N2 của chúng ta. Nó được thành lập bởi cái cấu trúc gì đó? Đó là, Y đúng rồi, đó là động từ cộng với kiwi hà tà. Thường á thì chúng ta có cái gì ạ? Nếu như chúng ta à. chia, chúng ta chia thì đôi khi nó là gì? Kiwi hè so, đúng không? Đó. Nhưng mà giờ nằm ở cuối câu nên là cái từ ha tà nó thành là kiwi Amica. hăng y tà. Được chưa? À, Rồi bây giờ chắc chúng ta là phải đảm cái bảo cấu làm trúc cái này. ứng dụng có muốn Ừ. Em là dịch xong cái thằng trước rồi thì em dịch xong cái thằng số 1 này rồi đúng không? Thì em phải dịch cái thằng số 2 này. Mà thằng số 2 này em phải đi theo từ phải sang trái. Rồi làm lại xem nào. cả câu của cô. Chưa nhớ. Hay có mức. N1 là N2, phải dịch đúng cái chỗ này nhá. Rồi, cả câu chứ. Nhưng mà làm lại đi. Đó. Cái việc mà thí nghiệm được thực thi trên động vật mang tính mục đích phát triển mỹ phẩm là cái ứng dụng mới để kiểm chứng cái tính an định của nguyên liệu, tính an toàn của nguyên liệu. Khi em đảo lộn một cái trình tự của một từ thì cái câu đó trong tiếng Việt nó sẽ không tốt nghĩa lên một cách nào rõ ràng. Việc thử nghiệm động vật với cái mục đích phát triển mỹ phẩm được thực hiện là cái cấu trúc là kiwi hay so là gì? Vì để, đúng không? Dành để làm cái gì đó. Trong trường hợp này là chúng ta là vì để, đúng không? Vì Tính vì để kiểm kiểm chứng cái tính an nguyên toàn của liệu cái nguyên liệu sử dụng được sử dụng mới. À, mới. được sử dụng mới. Ok. Câu này hay không? Anh Câu nào cũng hay chứ. Rồi, gợi câu ý cho nào các. Nhưng mà gợi ý cho các hay bạn đánh thì về các tiếp bạn nhặt ra. Lâu rồi không có nhận được bài tập của các bạn á, hôm nay có bài tập để các bạn bắt đầu rồi á. Sorry. Và câu đó thường là cái câu trọng tâm của bài nhé. Câu trọng tâm của bài. Tuy nhiên, câu trọng tâm đó và câu phía sau là cái điểm mấu chốt để chúng ta chốt lại. Rồi, Corona, đến nay đây, bạn xôi. Được không? Corona. Corona. Tôi muốn từ này kể. Cô cắt mất rồi. Rồi, được rồi. Cô cho nó lên này. Corona. Tôi muốn từ này kể. Sorry. Cô trong âm trụ. Rồi được rồi. Được rồi. Cô trong âm trụ miền sao. Xin lòng hàn này dùng y sa la mê kê. Xin chê chật âm tuyển. Chất dùng tuyển nên ví dụ rừng 20% chúng tôi phun qua hàn cọt sữa rô ăn no cho ít ta. Tuy nhiên xin chị chất xin chị thực tế tập trung cái ứng dụng mà. Tuy nhiên cái ứng dụng thực tế của các thí nghiệm được tiến hành trên động vật bằng cách gây đau đớn cho con người thì nó chiếm khoảng 20, không quá 20%.
Đi đòn chết được. Lấy tự nhiên sao mà không lấy cụm danh từ mà lấy cái động từ được nhỉ? Hả? Ví dụ. Ừ, ví dụ tỷ lệ. Chưa tóc lên. Tỷ. Chưa tóc lên. Ưm nhân sơ thì ở đây nó có cấu trúc ưm nhân sơ Ừ. này, tức là vừa, đúng không? Vừa với vế một ưm nhân sơ. Rồi, vừa với hai. Tuy nhiên, chúng ta dịch vừa vừa tức là sự đồng thời với nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên, lúc đó các bạn dịch như vậy nó không có tốt lên. Không tốt lên. Chúng ta tìm một cái cấu trúc đồng nghĩa với thằng ư nhân sơ này. Khi rồi miền sao Và đồng thời cái gì? Và đồng thời hả? Còn cái gì nữa không? Buôn ma nhỉ, à, nghĩ ra không những mà còn thêm vào nữa, ý là cấu trúc đồng Ở đây các bạn có thể tham khảo nhé, tham khảo cái thằng này. Ở đây nó không phải là cấu trúc liệt kê giữa các mệnh đề đồng đẳng của nhau, mà ở đây các bạn xem cái nghĩa trong cái tình huống của cái bài này á. Ở đây các bạn có tham khảo cái này, cái thể này, cấu trúc này ở đây các bạn có thể hiểu như thế nào ạ? Xin. Trong khi Đúng rồi, trong khi vế 1 thì vế 2, thường vế 1 và vế 2 chủ ngữ thực hiện hai hành động giống hay là khác nhau? đúng Không, khác nhau. chúng Trong khi tôi đi chợ thì cậu ở nhà rửa chén, đúng không? Đấy. Quét nhà. khi chúng Đấy. Rồi, lấy tốt lên cái câu này. Trong khi với một thì với hai. Và có cái từ mặc dù. Thêm một cái nữa nhé. Ở đây chúng ta sẽ có cái biểu hiện này. Biểu hiện này các bạn sử dụng cho câu 53 thì tuyệt vời lắm. Đó là động từ cộng với nien nến kokshuru alo chulta. Cho thấy đúng không? Alo choita. Tại sao ở đây người ta cho là choita? Tại vì cái việc này đã và đang diễn ra. Đấy. Đang cho thấy ở cái động từ này. Cái thứ hai, ở đây chúng ta có một cái biểu hiện đó là mipuru chondo e bunhwa ta. Còn nhớ cái này không? không quá Chị không vượt quá không đâu chỉ đấy. Ở đây không quá hoặc là gì đây? chưa đến 20%. Chỉ có khoảng bao nhiêu phần trăm đó. Được chưa? Rồi. Rồi, được chưa? Ok. Trong khi chủ ngữ thực hiện cái hành động thứ nhất lên gì? Trên động vật thì ở cái quế 2 chủ ngữ lại thực hiện cái gì? Một cái hành động khác lên trên cái con người, tức là cái quế 2. Được chưa? Trong khi mà trong trong khi làm cho động vật đau khổ, làm vợ cho động vật đau đớn thì cái tỷ lệ Thì cái thích ứng thực nội dung tế đối với con người thì thì được cho biết là không quá 20%. cái gì serum để hành nội dung thì cái nội dung hay nội dung đã được thí nghiệm hay nói là cái kết quả á, cái thành quả của cái việc thí nghiệm đó nó đã và đang cho chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mà được áp dụng trên thực tế cho con người thì chỉ có khoảng 20 phần trăm thôi.
200 thôi. Làm cho vô số động vật gì? Chết đúng không? Tử vong và chết. Tạo sự đau đớn rất là nhiều cái thí nghiệm, nhưng mà những trong số những cái thí nghiệm đó chỉ có khoảng 20% được áp dụng trên con người mà thôi. Con người. À, tức là các cái thành quả mà tạo ra được những cái loại mỹ phẩm mà có thể áp dụng lên con người cho con người là có hai khoảng chỉ khoảng có 20% mà thôi. Đó. Thì tác giả có cái thái độ như thế nào trong cái câu này? Được chưa? Rồi, câu cuối cùng. Quanh. Bufirohan qua in Xiaomi tông môn từ kê cha em thuê cô ít nên có si tà cái thí nghiệm quá mức đã được Bufi không cần thiết cái thí nghiệm quá mức không cần thiết sẽ là cái được Trời. tự 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 bản thân mình thực hiện trên những động vật. Em chưa đọc, em dịch sai hay sao? Cha em là tự mình thực hiện rồi cô. Cái việc mà đang được tự mình thực hiện trên những động vật là những cái thí nghiệm quá mức không cần thiết. Thời kia đây không phải là tự bản thân mình mà làm cái việc gì đó tự ý làm chứ không được theo một cái sự cho phép đồng loạt nào hết. Được chưa? Tự tung tự tác. Tự tung tự tác đấy. Đấy. Có cái quá nhiều cái thí nghiệm không cần thiết đang được thực hiện một cách là tự tung tự tác lên nhiều Động vật. động vật. Đó. Dùng cái từ tự ý, tùy tiện, tự tung tự tác bừa bãi, đúng không? Vừa bãi không theo một cái tốt chút chút nào. Rồi nãy giờ phân tích hết rồi. Các bạn nắm được ý của cái bài này không? Nắm được ý chưa? Nắm ý xong rồi chúng ta mới đọc xuống đáp án được. Thứ nhất là tác giả đưa ra cái quá trình người ta thực hiện cái thí nghiệm. Được chưa? Rồi sau đó tác giả mới tổng hợp lại cái kết quả của cái quá trình thí nghiệm đó. Rồi cuối cùng thì tác giả mới nói lên là gì? Cái đánh giá của mình. Đó là nội dung bài này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới. Việc đầu tiên là chê một vị kỳ sân chê một gửi anh mà sư cờ sư cờ sư. Rồi bây giờ chúng ta có y ly xăm xa. Bạn quanh sẽ là số 1 và số 3. Bạn soi sẽ là số 2 và số 4. Các bạn đọc và dịch. Đó. Phan hai giỏi nói đáp án. Đọc xong dịch xong rồi chúng ta hả chốt lại đáp án của chúng ta. Rồi. Ok, non ra cái gì nhé cô ạ? Giờ thấy chưa? Rồi ạ, ba trang phun kê pha rừng thì nó lại ra. Vì hàn tông môn si hôm e vi hàm đi so ngân của pha ha kỳ em pha cái gì của Cục cô ban. pha Cục cô pha ban. là cái Cái từ Cuban em đọc cái âm sao mà cái tiếng Việt của mình nó giống như vậy ạ. Cuban. cục hàng cục Cuban là hàng ta. cục hàng Tố cáo là tố giác. à, để tố cáo cái tính phi hợp lý không hợp lý của cái thí nghiệm mà động vật Để để phát triển cái mỹ phẩm ấy. đúng rồi, đúng rồi. Ok. Bởi vì sao ở đây là QE hết, bởi vì cái cấu trúc người ta là một chột, đúng không? Thì nó sẽ đằng sau nó sử dụng cái cấu trúc là một chột mu bột của chúng ta. Ngoài QE ra thì còn có là Momo Udo. Momo Udo. Hoặc là Momo Udo Go, vân vân. Rồi tiếp đi, câu 2. Trong vùng mê xe rô chật chật dùng hà nâng quân nội ăn chân ăn tròn sân còm chừng ngân chúc cu hà kỳ vi hè chúc cu là gì cô Thúc tìm giục, hiểu thúc giục hay là để thúc giục kiểm chứng tính an toàn của nguyên liệu
này đáp án một rồi. trong việc sử chật từng sử dụng Đang đang được ứng dụng áp mới vào vào mỹ phẩm. nguyên liệu mới vào mỹ phẩm. Rồi câu Và tiếp. trong phim cái pha lưng ý hàn trong môn siêu mê yên hoang ngân trà xê hi so miên ha quy ý hè để phát triển cái mỹ phẩm này thì mục đích là để thuyết minh tỉ mỉ cái tình hình của thí nghiệm trên động vật. Thuyết minh hay là giải thích ha? Vâng. Giải thích một cách tỉ mỉ cái hiện trạng, cái thực trạng thực hiện cái thử nghiệm động vật dành để phát triển mỹ phẩm mới. Rồi, câu thứ tư nè. Hoa trong vùng quần lồi mua hè hàm mừng hoa kinh hà nương si lo mê pi lo sừng ngân chu trăng hà kỳ hè chu trăng chu trương chu trang hà tạng Chủ trương. chu để chủ trương cái tính cần thiết của thí nghiệm thì cần kiểm tra mùa hè Vô hạn. mùa kiểm thì cần kiểm tra cái sự vô hạn của cái nguyên nguyên liệu thô Vô hạn. nguyên liệu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hay là chúng ta dịch bài rồi chúng ta hiểu rồi đúng không? Vậy thì mục đích của tác giả viết cái này là gì? Và thường để biết mục đích là gì thì ý đồ của tác giả từ đầu tới cuối nó sẽ được nằm trong những câu gì? Câu có những cái biểu hiện Corona, Krachiman, Kuromuru, ta là sò vân vân giống như cái cây trung sim sen cắt như vậy đó, hoặc là giống như câu 4445 mà hôm trước cô có dạy cho các bạn buổi trước buổi này đấy. Thì đáp án của các bạn sẽ là Không phải tính bất hợp không tính đây này như nhé, các bạn lấy từ Corona cho cô đến cái đoạn cuối cùng. Corona, thông môn từ ý kiến, cụ thông ngữ chung nhận ra, sử dụng hành để dùng gì? Sử dụng ý kiến, sinh chế chọc dùng thủy nến phí rượu để 20% 정도의 분화할 것으로 알려져 있다. 불필요한 과잉 실험이 동물에게 자행되고 있는 것이다. ăn một Một. Không? Bởi vì tác giả nói một loạt dài từ trên xuống dưới cuối cùng là gì đấy à? Câu cuối cùng này là Bushido han khoyến shiromi thông môn cha hèn thủy của in cọc đấy, quá nhiều cái thí nghiệm một cách tùy tiện thôi mà trong khi đó thì lại là tạo nên cái sự đau đớn nè và chết chóc hàng loạt động vật mà chỉ có kết quả là khoảng 20% thôi. Cho nên ở đây là gì? Cái tính là phi hợp lý son. Khủng ban là tố cáo cái tính bất hợp lý nhá. Bất hợp lý là không hợp lý đó. Trong cái việc mà thực hiện thí nghiệm động vật để mà phát triển mỹ phẩm mới. Đáp án của chúng ta là câu số 1. Rồi. Và chúng ta đã hiểu được nội dung rồi. Cái phần điền vào chỗ trống là gì? Chúng ta đọc lướt qua. Đọc lướt qua. Câu thứ nhất. Hoa chân phù mê. An trong son nghi. Hắc kinh tình đà. Người ta có là kiểm tra cái tính an toàn của mỹ phẩm. Và thứ hai, thông môn e, khá do ghi tô, chay cây tả. Cái giá về giá cả đấy của mỹ con động vật thì nó cũng có sự khác biệt. Thông môn đi, không nên ung nhân ngữ bị sức khá tả. Có cái từ ung nhân sống này là cái từ quan trọng. Từ này khi các bạn đọc như thế nào thì nghĩa của nó là như vậy. Un trong cái sức từ là un un đông ha ta un ban ha ta nhân subscribe không đoán được à, un nhân là chắc gì? là vận Đúng mệnh. rồi, vận mệnh, đúng không? Vận mệnh đấy, các bạn chỉ cần đón từ ha, từ trong góc hén của chúng ta, vận mệnh mà có động vật cọc tà là Phải đối mặt chịu được gặp phải thì cũng tương tự như vậy.
cũng tương tự như vậy. Đó. Rồi, sau đó mình kể hoa trong phương mình. Khi yu yong hà ta. Khi là gấp. Đúng không? Gấp chắn. Hữu dụng. Ừ, đúng rồi. Hữu dụng hà ta. Ở trong bài này từ đầu tới cuối nó có nói gì? Đoán một. Đoán một là kiểm tra cái tính an toàn của mỹ phẩm. Nó có cái câu này, các bạn nhớ để nha. Kiểm tra. Các bạn nhớ nhá. Khi chúng ta điền vào cái gì đó thì cái đó nó phải mang cái hàm ý của cái bài. Cái đoạn này người ta đang nói đến gì ạ? Đến cái vấn đề mà thí nghiệm đấy không còn cách nào khác nữa. Không cần cách nào phải đâu. Nãy rồi. Còn quên này, quên này, quên câu này. 실험 과정에서 느끼는 고통을 동물별로 화장품 원리별로 차이가 날 수밖에 없지만 mặc dù đúng không? Cái sự đau đớn mà cảm nhận được trong cái quá trình thí nghiệm này nè. Thì nó đương nhiên là khác biệt rồi. Đương nhiên là khác biệt rồi. Cái sự khác biệt này nó tùy thuộc vào động vật và tùy thuộc vào nguyên liệu mỹ phẩm. Thế nhưng mà đại đa số thì như thế nào? Bài này có nói rõ cái giá trị của cái thí nghiệm này mang cái tính tích cực không? Tiêu cực cái số 3 sao? Tiêu cực thì không phải là câu số 1. Được chưa? Bởi vì tác giả cuối cùng kết luận vấn đề đây là có đồng tình đối với cái thí nghiệm trên động vật không? Không. Không thì không thể nào với cái câu số 1 này. Khi người ta đồng tình ấy, thì mới chọn được câu số 1 này. Nên câu số 1 S. Câu số 2 thì không có rồi. Câu số 3. Đấy. Nhưng đại đa số thì cái gì ạ? Cái vận mệnh của các động vật thì nó cũng tương tự như vậy. Tức là Là như thế nào? Tùy thuộc là loại mỹ phẩm. Mà từng cái loại động vật nó cũng sẽ có cái mức độ chịu đựng, cái mức đau đớn khác nhau. Và nếu như đau đớn đến tột cùng thì dẫn đến tử vong. Ngược lại, có những loại mỹ phẩm nó sẽ phụ thuộc, nó hợp với những cái một số động vật nào đó. Thì cho dù có đau đớn tột cùng cũng không dẫn đến cái gì? Sự tử vong. Ý của câu này là như thế. Đáp án chúng ta là câu 3. Và cuối cùng, chúng ta xem cái phần mịt chê phù vù. Nào thả nán, pin chay, thể tù, cái thái độ của tác giả quá dễ luôn. Nãy giờ chúng ta đi sâu từ đầu tới cuối rồi. Bài lúc này, thái độ là các bạn tìm rất dễ. Nào, câu số nhất. Thông mua si rơ mê hoàng dùng tù, cá nạc chưng phù bù nê, thể hè, á, xí, quá, hành đà. Ở đây chúng ta có cái từ nạc chưng phù bù. Hoang dung tô là cái độ, cái mức độ mà sử dụng những cái thí nghiệm mà trên động vật này nè. Nó nạc chưng phù bù. Nạc chưng là gì ạ? Thấp. Nghe nó chặt lắc liền đúng không? Cao hay thấp? Cao. Cao. Cho nên thường những cái thằng này nó rất là dễ. À, siêu quá hành đã nó làm cho người ta cảm thấy nuối tiếc về cái việc này. Cho nên là câu này sai. Thứ hai, thông qua si rơ mê để dùng nghe phần hoặc phía đó hơn mình. Thông qua hơi kê chủ trang hành đã là tác giả, thái độ ấy, cái ý đồ của tác giả là có cái chủ trương cho thấy cái sự thay đổi về cái nội dung thí nghiệm trên động vật, nhấn mạnh cái sự cần thiết này. Trong này có không? Không, bố nó có chỉ trích gì rồi. Chưa. À, không phải. Chưa, mới có chỉ trích thôi à. Đúng không? Mới có tố cáo, mới có chỉ trích thôi chứ chưa có đề xuất. Cái này là khi nào mà chê an ấy, khi nào mà có cái đề xuất chê an rồi có đề xuất đó thì mới có cái câu số 2 này. Cho nên cái phần này nó chưa xuất hiện. Nếu như nội dung còn dài nữa thì có thể có cái phần này. 봐봐. 사람에게 적용되는 비료를 넣어야 한다고 걱정하고 있다. Là thái độ của tác giả đang lo lắng rằng cái tỷ lệ mà được áp dụng đối với người này nó cần phải được nâng cao. Có nói đến không? Không. Chỉ nhắc đến cái tỷ lệ thôi chứ chưa có cái việc đề cập đến cái phần này, yêu cầu phải nâng cao lên này nọ chưa? Câu này S. Câu thứ tư. Thông qua si rơ mê hu yong song yi to ro chim mưu rơ chi chọc hàm nhỏ mòn chế rơ chê kiện ta. Câu này dịch nghĩa là gì? Mỗi bạn dịch một cách khác nhau. Bạn Quanh dịch trước xem nào.
cái tính hiệu dụng của cái thí nghiệm trên động vật này thì được là vấn đề mang tính chỉ trích. Cảm ơn. À, câu này nó chứa mấy cái từ vựng quan trọng, nó chứa nội dung tuyệt là vời. Và hồi nãy cô có nói là sẽ xuất hiện trong một gì? Một bài nghe nữa. Mà nếu nhớ từ này mà em dịch nó không tốt lên thì uổng quá nhờ. Để cô cắt ra nhé. Nó xuất hiện trong bài nghe nhiều lắm á. Ngày hôm nay các bạn không đi kịp cho nên là dạy từ vựng thì sẽ rất phải nằm ghi rồi. Rồi. Ở đây là vừa cái này vừa cái kia đó, nó có gì? Ư nho nè. Ư nho này là ư miếng xo đấy, vừa cái này vừa cái kia. Chỉ là chỉ trích cao điểm thôi. Vừa chỉ trích cái tính hữu dụng của thí nghiệm trên động vật này, nó gì? Nó thấp, tôi đó chỉ là nó giảm. Vừa thì kia ta là đưa ra cái vấn đề, tức là những cái nhược điểm hả, nhược điểm. Ok, mấy cái phần này lặp đi lặp lại rất là nhiều nhé, và khi bài đọc thì chúng ta còn nhìn thấy rõ ràng nội dung, chúng ta còn ngắm nghía được thời gian, còn bài nghe thì không nha. Cho nên bài này mà chuyển qua bài nghe thì các bạn cũng cảm thấy là hơi bị khó đúng không? Nhưng mà đã đọc đã dịch rồi thì đọc là dịch rồi sẽ không đến nỗi đâu hả, đọc là dịch rồi không đến nỗi đâu. Ok, rồi bây giờ cô giới thiệu sơ sơ cái phần từ vựng phần này, cô có thể cô cắt ra gửi cho các bạn ấy để các bạn tham khảo trước để cho nó nhanh. Phần này phần lý thuyết để nó sau đi, sau cái phần đó có cái video riêng cho các bạn trong cái nhóm offline, cho nên là cô sẽ gửi sau về cái từ vựng. Cái uy tu đây tu hoặc lần tiêm chỉ xuân dễ mừng e chẳng hạn, tức là những cái xu hướng mà người ta cho những cái đề trước đây rồi á, thì cô mới lấy những cái đáp án đưa ra để cho các bạn học từ vựng. Và mấy cái phần này thì cô nghĩ rằng là các bạn tra từ để các bạn có thể học được đúng không? Đấy, giải quyết cho nhiều cái câu có liên quan nha, cho nên là không được bỏ cái phần này. Miro nó bị ồn ấy. Ở đây cô, cái này là cái tài liệu cũ nhá. Tài liệu này cách đây cũng 2 3 năm rồi đó. Nó cũng không phải là tài liệu mới. Nên là cô còn chừa cái khoảng trống chưa có ghi thêm vào. Rồi. Đó là cái phần từ vựng, có thể sẽ có bổ sung về cái phần lý bài học đó. Thì đối với cái dạng 2 này giống qua cả thiên cổ xưa á, thì ở đây có những cái chủ đề mà cô đã tách ra cho các bạn. Một số chủ đề nó quan trọng. Thứ nhất là Mun cho co anin mẹ si chi là gì ạ? Các bạn nói nhanh chủ đề thôi, cô cắt qua cô gửi cho các bạn tham khảo trước. Mun cho co Hình ảnh không anin có mẹ chữ si viết. chi. Hình ảnh mà nó không phải là tin nhắn, tức là khi các bạn sử dụng những cái app ứng dụng để mà chat chít với nhau ấy, đôi khi các bạn dùng cái từ cảm ơn đúng không? Mà các bạn không nhắn cái từ cảm ơn mà các bạn chọn cái gì? Cái biểu thị, đúng không? Những cái biểu thị biểu hiện. Ví dụ như này là ok nè, đúng không? Thay vì các bạn nhắn chữ ok, đồng ý, tốt, good thì chúng ta sẽ không nhắn chữ mà chúng ta nhắn những cái biểu hiện đó. Vậy thì những cái biểu hiện ấy nó có cái mặt tích cực và tiêu cực gì? Rồi khi nó cho ra ở trong cái phần là đề của câu 54 thì không biết đường mà gờ. Tiếp tục. Chê cho ịp cùng chê, tức là như thế nào? Cho nó ra môn cha ca Chê cho ịp cùng chê. cho cái tuần này Cái từ cái này gặp tiền nó cũng gặp gặp đi gặp lại thấy mồ mỗi ngày mỗi tháng đều á, đều gặp nó chân á, mà ứng dụng nó mỗi ngày luôn, mà không có nó thì chịu không nổi đó, mà giờ nó là
chế độ lương tối thiểu. Được chưa? Chế độ lương tối thiểu. Thì cái phần này á, đôi khi nó xuất hiện trong cái phần đề đọc theo nhiều dạng khác nhau. Và đề nghe cũng có. Đề nghe cũng có. Đề viết thì cô không biết là nó có ra hay không. Thì không biết, không đoán được. Nhưng mà đề nghe và đề đọc thì nó đảo đi đảo lại rất là nhiều lần. Và kể cả các bạn đi thi bên chương trình hội nhập xã hội á, cũng có các bạn này chế độ lương tối thiểu. Thứ hai, chu ủ ship ý xì can cùng chê là gì ạ? Nghiệp vụ thời gian 52 Cái mất gì? 52 giờ một tuần. Chế độ làm Từ việc 52 sáng. giờ trên một tuần. Trời, tiếng Việt của các bạn cô mà tuyển thông dịch viên là cô cho các bạn ao mà chơi đấy. Tiếp chủ đề thứ tư cho các bạn, bên này muộn rồi, cho các bạn 5 cái thôi. Chồng cha xóm nhân bộc kẻ trong anh là gì ạ? Cá nhân Kẻ trong anh là cái đề án mà cải cách, xóm nhân bộc là cái luật ký tên, chồng cha là, điện tử. đúng rồi, ký tên bằng chữ ký bằng điện tử. Đấy, chữ kênh đi điện tử. Cái này có mới lạ lắm không? Mới, tức là mới, cái này mới mới đây. Mới đây nhưng mà thật ra nó áp dụng chưa nhỉ? Áp dụng rồi, à, nó áp dụng rồi cô. Áp dụng rồi cho nên còn mới nữa không? Không. Không. Nhưng mà các bạn mới học đúng không? Nào cũng mới. Cái này quen nè. Internet à, Internet xăng nghi à, xăng thị kinh là gì ạ? Cái này nó ác cảm Cái ở đoạn văn internet ác ý của trên những cái bình luận ác ý trên bình đúng rồi, luận. cái bình luận ác ý trên Internet. Cái này nó kiểu gì nó cũng ra, đọc nghe viết gì nó cũng ra từ lưa hết trơn á. Chỗ nào nó cũng muốn ra là nó ra. Đó. Này là lời tính quan trọng của lời nói sao? Rồi, 5 cái thôi á, 5 cái thôi. Ở cái dạng thứ hai này á, thì cô cho nhiều lý do tại sao cho các bạn. Bởi vì cái vi cư nghe này do qua cà thư hồi xưa thì nó giống với tất cả những cái dạng câu còn lại, và số lần lặp lại thì nó khá nhiều, cho nên các bạn thực hành nhiều thì nó sẽ mang lại nhiều cái số điểm cho những cái câu khác, dễ ăn điểm hơn. Và mai mốt đi thi á, đừng có bỏ câu 48 và 50 nhé. Câu 32 và câu 34 thì các bạn có thể làm sau, nhưng mà câu 48 và 50 nên làm trước vì nó dễ kiếm điểm hơn. Rồi hôm nay học tới đây. Đó, hôm nay học tới đây các bạn nhé. Thứ bảy không học, chủ nhật học đúng không? Nhớ không ạ? À? Chúng ta đổi lịch rồi đấy. Để cô sẽ hết sức say yêu, từ đặc hạ chi yêu, rồi đã bến. Nè, cảm ơn mẹ ta, xin Để.